400-500, còn ít thì 300. Coi như từ tùy theo bữa ha. Dạ. Giờ theo như anh với là anh chọn một người vợ làm sao? Chọn người vợ là coi như là biết buôn bán, biết buôn bán, có cái tâm với vợ chồng ở hết khoảng đời còn lại. Nhà thì cũng tốt mà không có nhà cũng được. Dạ. Rồi giờ cho em hỏi thêm cái con này đi. Có cái nhà thì tốt hơn. Mình có vốn đó, làm ăn. Coi như là chị đó có cái nhà. Dạ. Mình có vốn. Ừ. Là nó tốt hơn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ lỡ cái người đó mà có hai đứa con nhỏ thương anh có đồng ý không? Rồi Tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay Tiến buổi sáng chúc tất cả cô chú và các anh chị em buổi sáng vui vẻ và lành hạnh phúc nha. Thì cô chú anh chị em nào muốn tham gia chương trình thì Tiến có để số điện thoại trên màn hình đó. Thì cô chú anh chị em cứ lấy số đó điện cho Tiến nha. Em chào anh nha. Dạ chào anh Tiến. Anh nói chuyện lớn như anh Linh em nha. Dạ chào anh Tiến. Anh giới thiệu đi, anh tên gì, đến từ đâu? Em tên Đặng Trung Hiếu. Đặng Trung Hiếu đến từ An Giang. Anh nhiêu tuổi? Tôi sủ đó. 51 hả? Dạ. Rồi anh kể việc hôn nhân của anh đi, như thế nào? Ly thân bà xã 3 năm. Ly thân bà xã 3 năm. Trong 3 năm đó anh có kiếm một thêm một người nào nữa không? Không. Không có hả? Dạ. Trong 3 năm qua mà anh không có đi kiếm một người nào được chăng hả? Lo làm xong đâu có rảnh đâu đi kiếm. Đi làm không ha? Dạ. Rồi không lẽ chiều mình không đi uống cà phê? Không. Ở nhà lo vô quét dọn này kia cúng kiến. Đi làm về làm mình ở nhà. Dạ. Chiều cũng không đi uống cà phê luôn? Không. Phê ít uống lắm. Rồi mình có vợ được mấy đứa con? Một đứa con. Một đứa con. Con theo mẹ luôn. Có gái mẹ, trai? Mẹ nó bắt con trai. Trai ha. Mẹ bắt. Mẹ bắt. Mình bắt mẹ nó không cho. Anh bắt mà mẹ không cho. Rồi hai vợ chồng cái này cho hỏi lại chút xíu ha. Yeah. Thì kể sơ sơ nghe đang cho cái người phụ nữ nè. Yeah. Muốn đến với mình đó. Yeah. Hiểu hơn về cái bản tánh của mình, lý do nào mà bị vợ thôi. Đó. Anh kể về chút xíu về cái việc hôn nhân của anh đi. Dạ không có tiếng nói chung rồi, không có hết duyên rồi thôi. Hết duyên rồi thôi. Dạ chứ không có gì. Rồi bây giờ là mình làm công việc gì? Công việc tự do. Công việc tự do. Dạ. Coi như là ai mướn gì làm. Dạ. Đó chở đồ giao. Chở hàng ha. Dạ. Một ngày gì mà mình thu nhập của mình là quân bình được bao nhiêu tiền? Bữa nào giao nhiều thì được 400-500, còn ít thì 300. Coi như tùy theo bữa ha. Dạ. Giờ quân bình coi như ngày 400 được không? Đúng. Quân bình đi. Dạ. Ngày 400 cũng ổn rồi. Dạ. Sống cũng được rồi. Rồi mình có nhà cửa gì không? Nhà thì giao cho vợ con hết trơn rồi. Nhỏ cháu nó cho ở nguyên căn nhà. Bây giờ ở nhà nhỏ cháu. Dạ. Nhỏ cháu bỏ đi mặn xa. Đi mặn ở Bình Dương. Rồi bây giờ để đó cho mình giữ giùm. Dạ đúng sẵn rồi. Mình ở luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh kiếm vợ rồi. Chắc cái này anh kiếm vợ là anh về bên vợ ở rồi. Dạ về bên vợ cũng mấy ở đó cũng được. Tại vì tới có vợ con nó cứ vợ rồi mới về. Bây giờ con lớn chưa? Chưa. Nó mới còn mấy tuổi. Coi như là 5-10 năm. Coi như là mình ở đó được 5-10 năm nữa. Dạ. Trong khoảng thời 5 năm đó mình dành dụm mua đất cát nhà ha. Đúng rồi. Mình có đất cát gì không? Đất cát thì không có. Tại vì có đất của ông già bà già mà giao cho cậu hết trơn. Bà già mất lâu rồi. Còn già mới mất đây. Còn 4 anh em. Mình được 4 anh em. Nhà ai riêng hết trơn. Ai cũng có nhà cửa đàng. Dạ, hoàng vậy. Đúng nha. Rồi. Dạ. Có mình lúc trước mình đi theo bên vợ. Dạ. Rồi mình cũng có nhà có cửa nhưng mà
nhà mà giao cho vợ rồi này kia mình con. Chia tay rồi cái mình giao nhà cho vợ luôn, ra đi mình không chứ lấy chiếc xe vậy thôi. Rồi bây giờ mình chỉ là mình có chiếc xe thôi. Dạ. Xe là mình tạo được rồi. Rồi anh kể về tấm tình của anh đi chút, một chút xíu nào đi. Em thì lo làm ăn không à, không có ăn chơi, không có rượu chè phơi pháo thì ít uống phơi rượu. Không có rượu chè. Dạ. Rồi bây giờ mình không nhậu luôn thôi là sao? Có đám tiệc uống chơi chút đỉnh như thôi. Chứ uống vô mệt thêm mồ, bẻ phắn gì uống ba đó. Chỉ là mình biết lao động kiếm tiền vậy thôi. Rồi theo như anh vậy là anh chọn một người vợ làm sao? Chọn người vợ là coi như là biết buôn bán. Biết buôn bán có cái tâm với vợ chồng ở hết khoảng đời còn lại vậy thôi. Chung thủy vậy thôi. Khi bệnh hoạn đồ kia vợ chồng ló nhau. Có chọn mập ốm gì không? Mập ốm tùy duyên đi. Cái gì? Tùy duyên. Tùy duyên là sao? Coi như là ai cũng được hết hả? Ai cũng được hết chứ. Cái chị đó, anh chiều cao nhiêu? Chiều cao 1m57. 57. Dạ. Anh nặng nhiêu ký? Nặng 49. 49 ký. Dạ. Rồi bây giờ cái người đó 60 ký, 65 ký anh chịu không? Thì bà xã anh hồi đó là bà xã em hồi đó bự con lắm. Dạ. Hả? Bà đô con lắm. Đô lắm hả? Cao gáo, cao hơn em là bà cũng cỡ 1m65 đó. Ít à? Đô con lắm. 65. Bà đô con lắm. Nữ là 65 cao lắm. Đô con lắm. Rồi sao mà nắm nổi? Sao nổi? Trời ơi. Nổi luôn hả? Rồi sức khỏe dồi dào ha. Sức khỏe là đầy đủ. Ẩm là phải ghe coi đâu có 49 mình 49 dùng cái thế 49 sao mà tới 65 sao không nổi không thằng. Dùng thế rồi, rồi bây giờ nói chung là nó tóm lại là anh không có chê mà mập hay ốm gì hết. Đúng rồi. Không cũng không chê xấu đẹp luôn hả? Không chê xấu đẹp luôn mà biết lo buôn bán rồi. Biết lo bằng ăn, nói chung nó tóm lại là ý anh là biết lo làm ăn. Làm ăn dành dụm được. Buôn bán mà mình thích. Vậy thì mình phải lựa vậy mới được. Anh thích vợ là buôn bán hả? Bây giờ nếu mà rồi cái người vợ đó người ta không có tiền, bây giờ mà người ta thích buôn bán, anh có vốn không? Thì mình cứ về đó, nhiều có mình đưa hết đặng thì cũng vô đó thì lấy vốn đó ra buôn bán coi đâu. Nói chung bây giờ hiện giờ mình có mà giờ trong túi mình có tiền bao nhiêu thì mình cứ vợ thì mình cứ hơi cho hết. Để mà lấy số tiền làm ăn buôn bán nha. Rồi cả mấy năm qua dư được nhiêu rồi? Không có, chưa có tính. Chưa tính xong tính thôi mình nói không dư nhiêu mình dồn dồn để đó luôn. Xong biết mình cũng phải biết chứ, mình không biết một trong ba năm qua mình dư bao nhiêu cái số lượng mình ăn xài hết mình đã dành mình cũng biết chứ. Tại vì dồn dồn để đó đâu có đếm được để đó. Tại em hồi nào giờ vậy? Dạ. Cứ để dành dồn dồn để hoài. Dồn hoài vậy đó. Rồi bây giờ chị nữa mình làm đám cưới mình tổ chức bao nhiêu mâm? Thì có nhiêu mình làm nhiêu. Thôi luôn mình tùy theo cái khả năng mình thôi. Chứ là quan trọng đó là bây giờ thôi bây giờ mình làm 3-4 bàn cũng được. Mà quan trọng đó là 3-4 bàn là ít lắm à. Hả? 3-4 bàn là ít lắm. 3-4 bàn ít lắm hả? Là phải bây giờ cứ giờ đợt sau này làm mấy bàn, 10 bàn không? Cỡ đó chứ. 10 bàn. Làm cho nở mặt nở mày vậy sao được phải không? Đúng rồi. Cho ăn cây không? Cũng như mình cứ vợ hồi xưa vậy thôi. Coi như là mình cứ vợ hồi xưa. Là mình đãi như sao? Bây giờ mình cứ gì? Cũng đãi gian như luôn. Trời ơi, treo hoành tráng vậy. Tại vì là mình có nhiều là mình làm hết nhiều. Về cũng vợ chồng của đó, cũng vợ chồng chứ đâu phải mà vợ mình để riêng đâu mà sợ. Treo hoành tráng như vậy? Đâu có để riêng để còn sợ. Đó cũng như mình nghĩ đi, của chồng công vợ. Sao chưa mới cưới sao của chồng công vợ? Sao không? Thì mình ở suốt khoảng đời còn lại mà, phải vậy thôi. Chứ đâu phải ngày bữa đâu anh. Ừ.
Rồi bây giờ là nếu mà nói vậy là kiếm vợ là phải có nhà hả? Có nhà. Có nhà. Ừ. Mình có vốn. Mình có vốn. Bây giờ coi như là một người có nhà. Ừ. À, một người có vốn. Hùng lại. Ừ. Ha. Người có lửa, người có cơm. Hùng lại nấu. Người có lửa, người có ăn cơm. Hoài. Ăn hoài. Sức khỏe anh bây giờ đầy đủ không? Đầy đủ. Ừ. Tại vì em là dân lao động mà. Sức khỏe chứ, mạnh. Chứ đâu có ăn chơi đâu. Dân lao động là lúc nào cũng sức khỏe đầy đủ. Khỏe đầy đủ. Ừ. Vợ em cũng thương lắm. Mà tại nó vậy rồi thôi, chia tay, hết duyên rồi chia tay. Có gì đâu. Anh nói một lời nào đi để cho cái chị nào đó nghe được và hiểu anh hơn và muốn đến với anh. Anh nói sao cho phụ nữ cảm giác là về bên anh nó an toàn hơn. Anh nói lời nào đi. Thì em muốn kiếm một người phụ nữ là coi như là biết lo buôn bán màng ăn, dành dụm đó, sống là phải có cái tâm. Quan trọng người vợ là phải có cái tâm. Lo là hết phản là đời còn lại vậy thôi. Chứ không có gì hết. Không có đòi hỏi gì thêm hả? Biết thương vợ chồng, thương nhau được rồi. Rồi bây giờ nếu mà cái người đó thương anh mà ta không có nhà rồi sao? Không có nhà thì về anh ở. Về ở cũng được mà. Có một cái có cái tâm lo buôn bán đồ này kia cũng được. Coi như thương chồng được rồi. Coi như chồng thương nhau được. Coi như là cái người đó không có nhà cũng được, về nhà anh ở. Thì mằng một thời gian rồi hai chồng gán mằng thời gian rồi mình mới mua đất cắt nhà. Mình chịu dành dụm mấy hồi. Anh cũng hà tiện là tặng ha. Dạ. Không có ăn chơi ha. Đâu có dễ gì. Mằng kiếm thêm không. Đâu có ăn chơi. Nhậu mà không biết rồi lấy gì là ăn chơi vậy. Cà phê cũng ít uống. Tại bữa nay xuống anh uống ly cà phê chứ ít uống. Nay giờ không uống hả? Uống mà ít. Tháng uống chừng ly hay ly. Buồn buồn uống vậy thôi. Mình chiều mình không có đi chơi đâu nữa. Đi mặn rồi chỉ về nhà thôi. Giao ba cái đồ mệt lắm anh ơi. Đuối lắm. Đuối nha. Chạy xe vậy chứ đuối lắm. Chạy xe mình chạy, mình giao đồ đó mình chạy xe cái khoảng đi xa không? Xa, nhiều khi đi tới Cần Thơ, có Châu Đốc, có Kiên Giang, có. Trời ơi. Đi xa giao lắm. Xa vậy đó hả? Dạ. Ngày nào cũng đi vậy đó hả? Tùy theo hàng đi giao xa. Xa, có gần có. Rồi bữa nay mình xin phép nghỉ hay sao? Bữa nay chủ nhật. Bữa nay chủ nhật chứ ngày thường em không có rảnh đâu. Bữa nay chủ nhật. Giấc sáng em giao sơ rồi anh em mới đi xuống anh đó. Dạ. Sáng rồi đóng một tăng rồi đó, dòng rồi đó. Trời ơi. Lụm bạc rồi mới đi đó. Lụm bạc. Lấy vốn đi mà. Lấy vốn đi ha. Giỏi đi đường xa, xăng cộ rồi ăn uống này kia. Giỏi gì hả? Rồi mới đi đó, chứ không thôi em xuống sớm lắm. Với phần em đi đâu là em đi phải chủ nhật mà buổi chiều mới đi, còn buổi sáng là em đi. Buổi sáng còn kẹt giao đồ rồi kêu tùm lum. Thì bây giờ Tiến nói với anh như thế này ha, thì sau này mà anh có muốn sau này á thì anh có muốn kết bạn với ai, muốn tìm hiểu với ai thì cái đó là tự quyền anh quyết định nha. Em không quyết định. Cái thứ hai nữa là sau này đừng có để thừa em là cái gì hết. Tại vì em là một người chia sẻ thông tin thôi. Còn mà cái quyền quyết định chọn lựa anh thích cái cô đó, anh đến với cô đó, đó là quyền của anh. Em không có quyền xen vào. Em cũng không bạn về ga, mà em cũng không đốc vô. Cảm thấy mình trò chuyện với cô đó hợp thì mình đến với nhau. Sau khi đến quyết định đến nhau đó thì phải điện cho Tiến hay. Quyết định bữa nào mình tổ chức cái buổi tiệc làm đám cưới á. Thì phải điện cho Tiến, nặng Tiến lên ghi hình chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị em nặng chúc mừng mình ha. Vậy đó. Thì anh thì cũng nói rõ như cái nha. Thì
anh thì kiếm một người phụ nữ biết buôn bán, biết lo làm ăn, có cái tâm. Ai có cái, cô nào có cái nhà thì cũng tốt, mà không có cái nhà cũng được. Dạ. Rồi giờ cho em hỏi thêm cái câu này đi. Có cái nhà thì tốt hơn. À, mình có vốn làm ăn. À, coi như là chị đó có cái nhà. Dạ. Mình có vốn. Ừ. Là nó tốt hơn. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ lỡ cái người đó mà có hai đứa con nhỏ thương anh có đồng ý không? Hai đứa con nhỏ hả? Ừ. Thí dụ bây giờ dễ để người ta thôi chồng người ta bắt con vậy đó. Dạ. Hai đứa nhỏ cũng được. Ừ. Miễn biết thương hết khoảng đời còn lại được rồi. Nói chung ra là anh biết nếu lo, mà anh chấp nhận được rồi. Anh chấp nhận thương người ta là anh phải chấp nhận thương con. Đúng rồi. Dạ. Thương mẹ phải bế con. Đúng rồi. Nó vậy mới được. Ừ. Nói được làm được nha. Dạ. Chứ, chứ đừng có nói thương vậy vài bữa đó rồi cái chứ thương mẹ bỏ con đâu được. Coi như thương mẹ phải bế con. Thương mẹ bế con. Nói được làm được nha. Đúng rồi. Chứ đừng có lên đây nói một đường mà làm một nẻo là mình không bao giờ kiếm vợ được đâu. Phải rồi. Dạ. Không phải riêng anh đâu, Tiến sẵn đây Tiến nói luôn. Thì tất cả cô chú và các anh chị em á muốn mà lên đây để mà tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương á, tìm một nửa yêu thương cho mình á, thì phải nói được làm được, chứ không phải lên đây nói một đường mà ra ngoài gặp mấy anh kia hay là gặp mấy mô cô kia rồi đòi hỏi tùm đum tùm đa hết trơn á. Thì lúc đó thì Tiến cũng khẳng định cho cô chú anh em không bao giờ ai đến được với ai đâu. Tại vì ai cũng đã lớn tuổi hết trơn, không phải như còn trẻ nữa mà mình phải đòi hỏi quá nhiều đó. Thì nó không có được cái kết thúc đẹp đó. Mình sống ở đây là mình sống là mình biết yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ, có cái tâm như sống hết phần đời còn lại được rồi. Mình ráng lo làm ăn, chung lưng với nhau lo làm ăn. Chung tay với nhau. Chứ chung lưng. hai cái lưng đâu lại. Chung lưng là tối với mụn mới chung. còn này chung tay để lo làm ăn. Dạ. để về tới già sau. Dạ. Này luôn. Để đau ốm bình hoạn lo chăm sóc cho đúng nhau. Đúng rồi. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video này nha nhà. Thì mong cả nhà cô chú anh em có thương Tiến nhớ cho Tiến một lượt like để chia sẻ. Thì cô chú anh chị em nào có muốn tham gia chương trình kết nối yêu thương thì hãy liên hệ qua số điện thoại Tiến để trên màn hình nha. Thì cứ trước khi đi thì cô chú anh chị em cứ điện cho Tiến. Cái thứ nhất, cái thứ hai cô chú anh chị em đừng nhắn tin nha. Tại vì nhắn tin thì Tiến không có đọc được cả nhà. Tại vì Tiến không có dòm tin nhắn được đâu. Nên cô chú anh em hãy lấy điện thoại, số điện thoại điện cho Tiến đó. Rồi thôi Tiến tạm dừng cứu đô đây ha. Thôi em cũng cảm ơn anh nha. Dạ. Để đến đây tham gia chương trình. Rồi dạ, chào anh. Dạ.